Thưa quý vị và các bạn, dự án thủy điện Khe Bố thuộc địa bàn xã Tam Quang, huyện Tương Dương có công suất 100 MW. Đây được xem là công trình thủy điện lớn thứ 3 tại tỉnh Nghệ An. Để phục vụ việc xây dựng dự án, gần 600 hộ với khoảng 2.700 nhân khẩu thuộc 8 xã của huyện Tương Dương phải di rời đến nơi ở mới, nhường mặt bằng thi công dự án. Thế nhưng, đã gần 3 năm về nơi ở mới, người dân hai bản tái định cư là bản Đình Thắng và Đình Hương thuộc xã Tam Đình vẫn còn chồng chất khó khăn. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Gia đình anh Ngân Văn Thắng chuyển đến nơi ở mới thuộc bản Đình Thắng, xã Tam Đình, huyện Tương Dương từ tháng 4 năm 2012. Định cư đã gần 2 năm, nhưng 7 nhân khẩu trong gia đình vẫn không thể ổn định được cuộc sống để phát triển sản xuất. Những bóng đèn thắp sáng bằng mua pin nước như thế này được xem là những đồ vật sử dụng điện năng hiếm hoi trong gia đình. Bên cạnh đó, để có nước sinh hoạt, gia đình anh và các hộ trong bản phải góp tiền mua dây tiêu để chuyển nước từ khe suối về dùng. Khó khăn nhất là cái đoạn đường này, điện, nước với cái đất mặt bằng nữa. Như làm như sơ sơ như thế này thì dân ở toàn là đất đá không, không trồng được hoa màu gì cả. Nước điện thì phải từ túc, từ vô khe làm các đèn dầu. Đây là tuyến đường giao thông chính duy nhất để vào hai bản tái định cư Đình Thắng và Đình Hương, nơi sinh sống của hơn 200 hộ dân thuộc diện di rời theo dự án công trình thủy điện Khe Bố. Nơi ở mới của bà con tái định cư được bố trí ở vị trí cao hơn, nhà cửa kiên cố hơn. Đây là thuận lợi đối với người dân so với nơi ở cũ. Tuy nhiên, đã gần 3 năm trôi qua nhưng cơ sở hạ tầng khu tái định cư vẫn chưa hoàn thiện. Những nhu cầu thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất của bà con chưa được đáp ứng. Điện và nước sinh hoạt vẫn chưa có. Mặc dù dự án đã được ngành điện về khảo sát, xây trụ chuyển nguyên vật liệu. Theo người dân ở đây cho biết, để có nước sinh hoạt, mỗi hộ dân được hỗ trợ 2 triệu đồng để xây bể. Nhưng trên thực tế, để xây dựng được một cái bể nước như thế này, người dân đã phải bỏ kinh phí gấp 3 lần số tiền được hỗ trợ. Không chỉ người dân bản Đình Thắng mà 130 hộ dân của bản Đình Hương cũng đang ở trong tình cảnh tương tự. Là người thì đông, như trước kia thì đất như ven sông đây là còn tận dụng được, ví dụ như làm rau, ngô, khoai, nhưng mà bây giờ thì không có nữa. Cho nên càng ngày thì càng khó khăn, mà không riêng nhà gia đình tôi mà tất cả các hộ dân trong làng này từ khi bắt đầu là di dời lên chỗ mới này rất là khó khăn, là rất là phức tạp. Là riêng là dân bản Đình Thắng thì cũng lên đây thì cũng 3 năm rồi. Mà cái đường và cái điện thì cũng chưa đâu vào đâu cả. Riêng bố tôi cũng có nhiều cái đề xuất kiến nghị ở lên là hội đồng nội bộ thủy điện ở Khe Bố, rồi là ban dự án thủy điện Khe Bố cũng nhiều lần ở đề xuất kiến nghị, nhưng mà hiện tại bây giờ thì cũng chưa có cái vấn đề gì cả để thể là hồi âm hoặc là để là hứa thì cũng có hứa. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng cơ sở hạ tầng không đáp ứng được cho điều kiện sinh hoạt của người dân tái định cư là do quy hoạch thiếu đồng bộ. Theo quy định của nhà nước thì khi xây dựng các khu định cư phải xây dựng cơ sở hạ tầng trước khi di rời dân. Nơi ở mới phải đảm bảo và tốt hơn nơi ở cũ. Tuy nhiên, việc xây dựng khu tái định cư ở đây lại hoàn toàn khác. Ồ ạt di rời dân, sau đó mới ỉ ạch làm đường giao thông. Đường điện và đường nước lại phải chờ đợi việc hoàn thiện các tuyến đường để chống sụt lún. Khu tái định cư của một số của ba bản cái dọc sông ấy thì nó khó khăn về cái điện, với là cái một số hộ trong cái các bản này nó nước sinh hoạt chưa ổn định, đây là cái khó khăn lớn. Và nguyên cơ của nó là vấn đề là chậm về cái kéo điện vào đây là do cái đường giao thông đang mới xong từ hôm trước tiện đấy. Đó là do cũng là cái nhà đầu tư về cái khó khăn về cái nguồn tài chính đầu tư cái chỗ này. Ở chỗ này thì Ủy ban dân huyện Tương Dương thì trong năm 2014 sẽ tiếp tục cùng với là cái chủ đầu tư để là tiếp tục là cái sau khi hoàn thành đường rồi thì huyện sẽ là quyết tâm là cùng với chủ đầu tư sẽ là đưa điện lưới vào và khắc phục lại cái hệ thống nước. Vì dòng điện, hàng trăm hộ dân ở Khe Bố đã nhường cả đất đai, nhà cửa, rời bản làng đến nơi ở mới.
nhưng sau gần 3 năm, cuộc sống ở khu tái định cư của nhân dân bản Đình Thắng và Đình Hương vẫn đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. An cư mới lạc nghiệp. Khi nơi ở, các điều kiện sinh hoạt tối thiểu của hơn 200 hộ dân tái định cư nơi đây chưa được quan tâm, thì bà con vẫn không thể yên tâm để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.